phủ Putin sẽ không công bố bức thư của ông Berezovsky, tin từ Moscow. Ông Sergei Ivanov, là chánh văn phòng của Tổng thống Vladimir Putin, cho biết sẽ không công bố bức thư của cố tỷ phú lưu vong Boris Berezovsky. Ông Berezovsky là người công tác chặt chẽ giúp cho ông Putin lên làm Tổng thống Nga, nhưng sau đó đã coi Putin là một kẻ thù nguy hiểm nhất, đã chết trong tòa lâu đài sang trọng của ông ta ở Ascot, gần lâu đài Windsor Castle của nữ hoàng Elizabeth ở phía tây London. Một phát ngôn viên của Tổng thống Putin nói rằng ông Berezovsky đã viết thư yêu cầu Tổng thống Putin tha thứ. Moscow coi ông Berezovsky là một tội nhân gian lận và trốn thuế. Ông Berezovsky đã chạy qua London năm 2000 và được Anh ban quyền công dân trong năm 2003. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu chống kháng nào và việc ông Berezovsky treo cổ là một hành động tự ý.